sớm như vậy đây? Ai chị đây? Lấy khay đi đi. Cái này cái gì? Biết rồi, biết rồi. Chào tất cả anh chị nha. Chào Trần Quang nha. Chào chị Hương Phùng nha. Lên mới đến các bạn giả Hương Quân ơi. Nhìn vô đây. Chào tất cả anh chị nha. Hello chị Phương Hồng. Chào chị Hoa Lê. Dạ con 15 tuổi rồi chị Thu Linh ơi. Chào chị Hải Trần. Em mới lính mới ăn hết em hoài. À, chào mấy chị nha. Nay là có con bé mới lên nó like cho mấy chị, con bé nó tên Đạt. À, hôm nay tụi em sẽ like cho mấy chị hai cái màu hồ điệp mới, cho mấy chị là hai cái màu hồ điệp biết nhất mà về nè. Con bé nó cầm trên tay cho mấy chị là cái cây hồ điệp đỏ. Đỏ này á là khá, cái màu này khá là hiếm nha mấy chị. Chào anh An Bình nha. Lấy cho mấy chị coi cái mặt bông cho nó đỏ nè. Với lại về cho mấy chị thêm một cái loại mà hiếm nữa, đó là cái màu vàng kim. Màu vàng kim thì trên thị trường khó tìm cho mấy chị. Mấy chị có thể thấy được cái giống vàng lưỡi đỏ, vàng bơ, vàng chanh này kia nhiều cho mấy chị. Nhưng mà riêng về cái màu vàng kim trên thị trường nó sẽ rất là khó tìm. Mấy chị nào vô coi like mấy chị biết à. 189 anh Trần Cường ơi. Một chậu này là 189. Hai đầu lai sẽ lên hồ điệp. Đầu lai không tặng, tặng vào game cho anh ta hả? Đầu lai tặng bé này nó tặng vào game cho mấy chị cái hồ điệp đỏ đây nha. Hồ điệp đỏ. Mấy chị chia sẻ đi mấy chị. Quà game là tặng cho mấy chị cái cây hồ điệp màu đỏ này nha. Cái cây này là mấy chị chơi Tết bé nó lựa cho mấy chị cái nở con bông à. Là này mấy chị chơi Tết Vivo á nha, tại cái dòng này mấy cái hồ điệp này mấy chị chơi trở trên 2 tháng nha. Em lên thành phố rồi chị Nguyễn Thúy ơi. Có chút bill cho cô Nga Ngô ơi, nếu mà chưa có chút bill báo xã thì sẽ xả đơn cho cô nha. Xíu không lên bằng kim đi chị Hương ơi. Chào 184 mấy anh chị nha. Đầu like em sẽ tặng một cây hồ điệp đỏ. Nhìn nắng rồi ha, nè có hôm nay nè, nhìn đây nè, đúng rồi, cưng có lúc vậy, cầm banh nào cầm lắm vậy đó, xíu hay chốt đơn nha anh Trần Quang, anh Trần Cường ơi, từ từ xíu nha, để chơi game xong rồi tụi em chốt đơn cho
anh chị nào mà tụi em đang chốt đơn dần á mấy chị nào mà chưa thấy em chốt đơn á mấy chị nhắn tin lịch trong tin nhắn Messenger giùm em nha, tụi em ra view gần hết rồi. Xíu hả, khoan từ chị Hương ơi, xíu vô mới hàng cho. Mấy chị nào mà chưa chốt đơn á, bên em chưa chốt đơn, mấy chị cố gắng nhắn tin giúp em một tin nhắn trong Messenger nha. Tại vì ví dụ bé nó tại sao nó báo cho mấy chị cái giá cây hồ điệp đỏ này giá là 190.000. Tại cái màu này là cái màu hiếm cho mấy chị. Tụi em về chỉ duy nhất hôm bữa dạ, được một thùng. Bây giờ hôm nay là về được một thùng nữa cho mấy chị thôi. Hàng này tụi em không có hàng, chỉ bán cho mấy chị một like thôi chứ cũng không có được cái cây thứ 21 cho mấy chị nữa. Em ngồi cái bên này chị Hồng. Em ngồi cái bên nè. Xíu sẽ lên cho mấy chị cái màu vàng kim, em có đăng cái mặt bông lên cho mấy chị, vàng kim khá là hiếm nha. Bé nó chơi game cho lấy cái cây này, cây này có mặt bông nở cho mấy chị coi, cái mặt bông này đẹp lắm mà nó khá là bền bông, hàng này nó bền bông cực kỳ. Dòng này là nó thuộc dòng cây phân nhánh nha. Em chuẩn bị đi lấy chồng đến mắt dạ Hánh Quân ơi. Chuẩn bị đi lấy chồng rồi. Trời ơi, cái gì mà hào quang gì dữ vậy chị Yến Vân? Đính mới ăn khớp hả, thằng bé này nó hiền mấy chị, chứ ngoài nó cũng chửi dữ lắm, ở trong live nó hiền dữ lắm mấy chị ơi. Đợi cho cô hai cái đỏ hả? Ok cô Hương Văn, đợi xíu đi cô Hương Văn ơi, để cho con bé nó chơi live chơi game cái đã. Nghe, mấy chị nhớ là vào xem live chia sẻ ủng hộ em với, em đang hiện tại là đang cập nhật lượt chia sẻ cho mấy chị. Mình chia sẻ chế độ công khai dòng thời gian dùm em nha. Khách mới, khách cũ gì mấy chị cũng đều có cơ hội trúng vào game hết. Mấy chị tranh thủ săn cái này đi, cái này em về được có 20 cây. Cái màu vàng em về cũng được, màu vàng kim chỉ cũng được có 20 cây cho mấy chị thôi chứ không có được số lượng cây thứ 21. Màu này hiếm lắm nè mấy chị. Bữa em về, hôm bữa chị Đào có qua đêm chỉ chị Đào coi nè, cái màu này rất là đẹp. Chia sẻ đi nha, cho 3 phút nữa đó mấy chị. Cho mấy chị 3 phút nữa rồi em cập nhật lượt chia sẻ cho mấy chị nha. Hệ thống nó đang quay. Hệ thống nó đang quay nha mấy chị. Thác giả Hánh Quân à. Trời ơi vậy hả Yến, chúc mừng em, đâu có được như một ơi nha, lấy cái chồng cái mà chúc mừng liền. Đâu có đâu. Khi nào đám cưới nữa trời ơi. Không có. Có mấy chị tại nó vui chứ đâu đám cưới đâu. Nó ăn cho mấy chị mà kiếm tiền nè. Bé có gì không biết mấy chị giơ tay đánh thẻ nha. Chị Nghề đó chị, em chị Nghề đó chị Hoa Lê ơi. Tiền ngày đó. Bây giờ em chuẩn bị cập nhật lượt chia sẻ cho mấy chị nha. Nè cứ phải lướt lên cái comment này, cưng đọc thì chị chung là cố gắng để con mắt mình đọc cho thật là nhanh, chứ mà bây giờ mà cưng mà lượt là tin nhắn đó, đọc tin nhắn của khách rất là lâu, cứ lướt qua một cái rất là nhanh. Bắt đầu cập nhật lượt chia sẻ cho mấy chị nha. Chào chú Tài nha. Ashinomoto cái đang cầm này là 190.000. Đây chuẩn bị cập nhật lượt chia sẻ cho mấy chị nha. Đâu xem không trúng gì hết, hên xui. Cập nhật lượt chia sẻ nè, bắt đầu chơi màu game. Màu vàng à. Xíu chút hồi em lên chị Thái Hòa Trịnh ơi. Đây, chỉnh chị chỉnh sẵn cho khách là 95 chai 96 này đi. Đầu quay cam sao nữa. Cập nhật là quà game cho mấy chị nha, nhớ giúp em á, là cái này tụi em không có ưu tiên khách gì anh chị đâu hết, khách mới khách cũ đều có cơ hội trúng quà game hết nha, không ưu tiên ai xe comment nhiều hết. Em chỉnh cho mấy chị chế độ là 97 giây, bắt đầu bây giờ là quay quà game nha. Cái giống này là hoa mini nhưng mà đẹp lắm chị Hoa Lê ơi, mua một cây là chơi ghiền á. Đây bắt đầu quay nha mấy chị ơi, một xíu xíu nha. Chào cô Vương, chào chị Phương Hồng nha, chào hết mấy chị. Đang cập nhật lượt chia sẻ cho mấy chị nè. Nhìn đây nè, đó giờ có gì đó đâu nhìn. Nè, cưng phải lướt lên cho nó hết tin nhắn đây nè, nó. Hên xui hả? Mà xui nhiều hơn hả? Mua số chưa chị Hoa Lê? Trò chuyện khách nhiều hơn. Thôi, khách hỏi hồ điệp hoa cam bà bông đi rồi. Hai chơi cả 2 tháng hay nữa.
Hồ điệp cam hai chơi cỡ 2 tháng rưỡi, chị hoa lê bền bông. Sang năm mới biết đâu trúng mới mấy chị. Năm cũ không trúng thì năm nay trúng á. À, chắc đóng gửi luôn á chị Trâm ơi. Đã ra bill chắc đóng gửi cho mình á chị Trâm. Chị Trâm lên đơn mới chị Trâm ơi. Trâm lên đơn mới đi. Đâu có nhiều đâu. À mấy chị ơi, anh chị nào ở miền ngoài mấy chị, anh chị nào đặc biệt ở miền Bắc có 36 tỉnh đó mấy chị, bên em hiện tại đang đi ở chế độ là đi chế độ bay cho mấy chị nha, thương mại điện tử đường bay, nên đó là sẽ rất là nhanh nha mấy chị. Còn đối với những anh chị nào mà muốn hàng của mình quả tóc hôm trước hôm sau tới thì mấy chị cũng, tụi em cũng có gửi cho mấy chị luôn. Nếu mà mấy chị muốn hàng quả tóc á thì gửi ngày hôm trước hôm sau có hàng cho mấy chị, nhưng mà cước phí nó gấp 4 lần nha. Anh chị nào muốn hôm trước hôm sau nhận hàng liền, dù cho mấy chị tất cả khu vực miền Bắc Trung Nam, muốn quà tóc thì em gửi quà tóc được. Còn riêng đối với khu vực miền Bắc cho mấy chị thì em sẽ chuyển sang chế độ bay cho mấy chị nha. Lúc trước thì đi chế độ đường bộ nên sẽ hơi chậm cho hơn cho mấy chị, còn bây giờ thì em chuyển sang chế độ bay cho mấy chị luôn nên sẽ rất là nhanh. Còn miền Trung với miền Nam mình thì gửi bình thường nha. Nguyễn Bích Liễu. Kêu tên chỉ ra. Nguyễn Bích Liễu một. Phải là chị Liễu. Nó là chị Liễu có hay là có giúp em. Chị Liễu thì ha khó giúp em. Cười quá. Có điểm xấu không? Chị Liễu có hay là có giúp em nha mấy chị. Anh chị nào thấy tên chị Liễu thì kéo tên chị ra giúp em nha. Em biết từ 1 đến 10 cho mấy chị ạ. 1 2 3 Chị Liễu có nè, em xíu nè, có nhìn trong đó không? Cưng kêu tên mà không phải nhìn. Có. Em thấy chị Liễu rồi nha, đợi em một 30 giây chị Liễu ơi. Để 30 giây em tìm thấy cái tên của chị Liễu nè. Đây. Liễu Bến Tre. À, có chia sẻ công khai 10 phút trước. Chú game hợp lệ, nhắn cho con bé số điện thoại địa chỉ vào Messenger, mai chốt đơn cho mấy chị nha. Liễu. Rồi bắt đầu con bé đó lên nó live stream cho mấy chị ạ. Vâng, ăn của chị Liễu. Nhỏ này, nghe nói to lên kìa chị Hương chứ, kêu con nói to lên, nói rớt, cố gắng làm cái giọng to xíu cho khách dễ nha. Đây là chị cho chị nha. Hầu điệp màu đỏ này giá là 190 một cây. 190 ngày. Số mấy ông nội? Nói gì? Cây 190 một cây. Hả? Hồ điệp đỏ 190 một cây. Mini phân nhánh. Ít quá. Okay. Mini phân nhánh. Chơi hoa từ 2 đến 3 tháng. Ức chị vậy đó. Cái màu hồ điệp đỏ này nó bền bông á mấy chị. Em về còn được 18 cây cho mấy chị. Giống này là màu đỏ mới cho mình. Cây nó nở có 1-2 bông thôi, nó không có nở nhiều. Nên là cái giống này mấy chị có thể chơi tết được vui vui nha. Giá nó sẽ nhích hơn những cái dòng so với là những cái dòng màu đẹp kia. Tại cái giống này nó giá cao. Màu màu mới, màu lạ thì nó sẽ có giá cao cho mấy chị. Lấy mỗi loại để xem. Chị Hoa hả? Chị Hoa ơi, lên đơn mới nha chị Hoa. Tại vì tụi em ra bill rồi, tụi em đóng hàng được xong hết rồi cho mấy chị. Mini đỏ 2 vòi phân nhánh. À, em lên trước cho mấy chị màu đỏ trước nha anh Trần Cường, đợi xíu sẽ lên màu khác cho mấy chị nha. Cây này giá là 170 nghìn một cây, chị nào có chốt thì chốt nha. 190, sorry mấy chị. Sorry 199 nha. À hôm nay có bè hồng đào nữa đó mấy chị. Dạ ship thì cân ký nha mấy chị, khu vực cân ký tính tiền. Tiền ship thì cân qua tiền trọng lượng nha, quy ra tiền trọng lượng rồi cân ký báo phí ship cho mấy chị nha. Khi tụi em bên em chốt tiêu á sẽ báo ước khoảng tiền phí ship cho mấy chị. 190 một cây mini phân nhánh. Mini đỏ phân nhánh. 2 vòi. Chị hát khách kìa, kiến kìa. Nó to lên nó nhanh lên xíu. Chị Hương, đợi xíu chị Hương, có hồ điệp vàng cho mình á. Hồ điệp vàng kim hồi nãy là cái màu mà
em nãy mới vừa đăng lên thì cho mấy chị luôn mấy chị. Nó con bé nó không biết, nó quyết lên là nó hơi chậm xíu, mấy chị thông cảm nha. Cho chị Nguyễn Thanh hai cây đỏ này lựa chị nha. Cho chị Nguyễn Dân hai cây đỏ đẹp, chị Nguyễn Dân này. Dân ơi về ra chậu đi Dân. Chớp cho chị Nguyễn Thu Vân á. Nguyễn Thu Vân hai cây hồ điệp đỏ 90.000 hai cây. Lấy cho anh Trần Cường hai cây hồ điệp đỏ. Nè em zoom em để lớn cho mấy chị coi là cái cây hồ điệp này màu đỏ mà dạng như là đỏ tông vàng cho mấy chị, cánh nó cứng dày lắm, màu này mấy chị chơi cực kỳ bền luôn. Chốt cho anh Trần Cường hai cây hồ điệp đỏ mini. 190.000 một cây nha, em lựa cho cây đẹp cho chị Hương Trân nè, với chị Tường Vi nè. Chốt cho chị Tường Vi một cây hồ điệp mini đỏ. Chị Hoàng ơi, chị bữa chị Hoàng ít bữa đi. Thôi bữa một cây. Ít bữa mấy chị, để coi có nhà vườn có không, tại vì cái màu đó hiếm, nó khá là hiếm mấy chị, màu đó khá là hiếm. Mini đỏ nè, mấy chị coi mini nè. Bà bông rất là dài, chỗ hoa nó phân nhánh cho mấy chị. Thằng này chỉ là mới là cây bông bói thôi, nếu mà cây bông trung của nó sẽ rất là đạt bông cho mấy chị, và được cái là bộ lá nó đẹp chuẩn hàng đài cho mấy chị, kể cả cái gốc của nó nha mấy chị. Em bung thử cái gốc cho mấy chị coi nha, cái bộ rễ nó rất là xanh. 191 cây mini đỏ phân nhanh, có vàng thơm không chứ? Vàng thơm hả, để ít bữa có vàng em báo nha mấy chị nha. Đâu cây chị có quyên 191 cây hai vòi mini phân nhánh màu đỏ, vòi rất là dài. Một trăm chín một cây mini phân nhánh màu đỏ. Em về đợt này có số lượng ít, có được khoảng mini được trắng 20 không cây. Có hàng á chị Thơ ơi, cả ít bữa ít hôm có mini trắng về em báo nha. Nói chung là hồ điệp nó sẽ về bản màu liên tục cho mấy chị, nhưng mà đa phần em về màu mới cho mấy chị không à, về màu mới hết cho mấy chị không à. Chị Thơ lấy hồng đào đây đi, tại vì hồng đào nó rồi, cái màu hồng đào nó bền lắm, nó cũng thuộc họ tông trắng nhưng mà nó trắng hồng để đỏ. Hồng đào thì nó sẽ bền bông hơn thằng mini trắng của mình rất là nhiều á nha. Mini trắng mấy chị chơi cỡ tháng rưỡi, chứ còn hồng đào mấy chị chơi cỡ 2 tháng rưỡi. Hồ điệp mini vàng để đỡ luôn, có hàng xíu sẽ có vàng vàng kim. Không có. Cắn bán con ơi, không bà, bà Phượng Trần Lương kẻ mất đảm con nữa kìa. À, cố gắng bán. 191 cây mini phân nhánh màu hả? Đỏ. Màu đỏ. Ông hết gạo quân, ông đừng có gạo nhỏ nha, hết gạo quân ơi. 191 cây mini phân nhánh. Cái vòi rất là dài mấy anh chị. Bông lâu tàn từ 2 đến 3 tháng. Chơi kịp Tết. Hồ điệp này em về số lượng ít thôi mấy anh chị, có được 20 cây. Em mới về hồng đào nè, nay em mới bắt đầu lên vàng, lên hồng đào cho mấy chị nè. Một trăm chín mươi ngàn một cây. Giống như cây không hai đứa.
giống như một trăm chín một cây mini đỏ phân nha. Ai chốt em 190.000 một cây hồ điệp đỏ phân nhánh, có chơi được tới 2-3 tháng chơi kịp Tết. Nhiều màu lắm anh Phạm Văn Nghĩa ơi. Tôi chốt giùm em 190.000. Dạ hết dạ anh luôn ơi. Còn chú Phạm Văn Nghĩa ơi, mini hồng đào hồ điệp vàng kim nữa chú. Cái nào mà em nước qua có gì bé nó đập cụ trên em đập nó cho 190 một cây màu đỏ phân nhánh, cái vòi rất là dài. Còn màu vàng một cái cũng mới về mà vậy nào. Này em có màu vàng kim với lại mini hồng đào nữa mấy anh chị. Này cho chốt cùng em 190.000 màu đỏ. Cô Phượng ơi. Cho xem màu còn kim dạ, cho xem. Tính đó, nhìn đó mà anh kìa. Cái lộn dữ lắm hả? Có 190.000 một cây hồ điệp đỏ phân nhánh. Đây nè mấy anh chị, này rất là phân nhánh nhiều. Đây là bông của màu hồ điệp cam. Rồi em lên cho mấy chị cái màu vàng kim cho nè. Kim vàng kim nghe. Vàng kim chỉ cho mấy chị cái màu vàng kim nhớ cộng vô cho dây. Đây em chỉ cho em lên cho mấy chị cái màu vàng kim, màu cây kim này đẹp lắm mấy chị, chè có 20 cây à. Vàng kim này là cái anh chị nào mà nhìn là mấy chị biết là cái giống màu mới rồi. Màu này nói chung là cũng không phải là màu mới gì, nhưng mà cái màu này trên thị trường thì khó kiếm. Chỉ có ngày Tết thì mới có được cái màu vàng kim bung ra thị trường. Nó không phải là màu hồng lưỡi đỏ mà nó là cái màu hồng, màu không phải là vàng lưỡi đỏ mà mấy chị nhìn kỹ giúp em nha. Nó là màu vàng lưỡi vàng. Vàng này là vàng kim, nó khác với vàng lưỡi đỏ hoặc là vàng bơ hoặc là vàng chanh cho mấy chị rất là nhiều. Vàng kim thì khá là hiếm mấy chị. Cái màu nó cực kỳ sang, nó không giống như những cái vàng thông thường. Không giống luôn nghe, không giống, màu này rất là sang. Vàng kim có 190 cây mà cây nó đều là cây hay dội hết. Mà cái này là mấy chị chơi Tết thì vung luôn á. Màu vàng kim. Màu này là cái màu vàng kim nè. Ngoài mấy chị sẽ nhìn đẹp hơn rất là nhiều á. Dạ, cô tên gì dạ? Tên Đạt, chú khách giả anh Quân ơi. 190.000 một cây vàng kim mới vậy. Vàng kim nè. Mai chơi Tết, hàng hiếm. Lâu lâu mới về hộp đồ. Thằng này chỉ có Tết mới có vàng kim thôi. Vàng kim này đắt tiền hơn những cái da màu vàng kia rất là nhiều nha mấy chị. Hàng hiếm giờ. Chốt đi. Chốt một vàng kim cho chị Hương Nguyễn ạ.
chớp dị Nguyễn Thu Văn một vàng kim 190 ngàn. Vàng kim này đẹp lắm mấy chị, em nói chắc ăn với mấy chị một đèn rồi cho mấy chị so thánh nè, sang đạt từ từ chốt hết. Em cho mấy chị so thánh nè, đây em sẽ cầm cho mấy chị so thánh. Sao cây đây cái này nha, cái màu vàng kim đây em sẽ cầm giờ truyền cho chị cái cây màu vàng lưỡi đỏ anh chị TV, màu vàng lưỡi đỏ cho mấy chị coi. Vàng kim này ở ngoài nhìn nó đẹp hơn, trong hình rất là nhiều. Đây là cái màu vàng kim mà là vàng, là mấy chị nhìn kỹ giúp em, này là vàng lưỡi hồng nha. Vàng này là bao chơi Tết mấy chị, sang Tết qua tháng Giêng lặng bé này nó bán cho mấy chị, qua tháng Giêng qua tháng 2 mấy chị còn bông nó chơi cầm này vậy. Đây. Cái cao cái cây này nha mấy chị, cái cây này là cái cây vàng lưỡi đỏ mà nó gần tàn rồi. So với cánh bông của vàng kim thì mấy chị nhìn cái cánh bông của vàng kim nó rất là sang. Màu này em nói thật chứ mấy chị quanh năm em không có bán cái màu này luôn á. Chỉ có thời điểm Tết mới bán cho mấy chị được 1-2 thùng thôi. Hàng này em cũng chưa có đi về được có một thùng, em chưa có đi sỉ khách luôn nè. Mấy chị nhìn cánh bông của nó là mấy chị khác nè. Nhìn nó đẹp liền hả. Nói chung là nhìn nó rất là sang. Mấy chị chơi thử cái cây vàng kim đi, mấy chị biết tin tưởng em. Em giới thiệu cho mấy chị. Tin tưởng nha, cái này đẹp. Đợi đầu chốt khách nè. Chốt cho chị lo hoa hồng một chậu vàng kim 190 ngàn. Đây. Chốt cho anh khách giả Thánh Quân 3 cây vàng kim. Chốt cho anh khách giả Anh Quân 3 cây hồ điệp vàng kim 190 ngàn. Cái bộ lá nó đẹp lắm mấy chị, cây tơ không à, đây là cây tơ không à. Hàng này chơi Tết hết đó mấy chị cứ yên tâm đi. Chốt cho anh lòng có hồng chưa? Lòng có hồng rồi chị. Dạ. Anh Nguyễn chốt cho anh Tú Anh Nguyễn một cây vàng kim 189. Ngọc Lê 3 cây nè. Còn mấy cây nó hết rồi mấy chị. Rồi đó, hết rồi đó. Về có 20 cây em để lên rạc bán luôn cho mấy chị luôn á. Nè chị Ngọc Lê 3 cây vàng kim nè, lên lên vô từng cây cho chị coi. Lưu ý giùm em nha, vàng kim này là vàng kim thân nhánh. Hồng là hồng, vàng là vàng lưỡi hồng sang á nha mấy chị, màu này rất là sang á. Người ta đặt cho nó nhà vườn đặt cho nó là màu vàng kim, nhìn cái màu nó rất là quý. 3 cây. Ngọc Lê 3 cây, thứ hai nữa thôi. Cho chị Ngọc Lê 3 cây. Hàng Lê, cái hàng này. Hàng vỏ. Chị chơi sau Tết chơi vỏ. 3 cây luôn hả? Ừ. Đó, con mầm đâu lên vỏ luôn nè, mầm mấy lần. Chị. Hàng vỏ một cây vàng kim ạ. 190 ngàn. Rồi tới Chi chốt cho chị Chi Chi một cây vàng kim 190 ngàn. Cái này đáng ra là cái cây này nó tới 200 mấy nghe mấy chị, nhưng có cái mầm này bán lấy lọc cho mấy chị luôn á nghe. Em lựa cho nó 190. Chi Chi tới Hương đúng không? Hương Thảo Len. Hương hỏi là có 3 thôi á. Nè cây này nó có mầm nhỏ này cho mấy chị thôi, mầm nhỏ thôi em được. Mầm nhỏ nó có mấy nụ thì tặng kèm luôn cho mấy chị đó, chứ cả không có nên giá nha. 190 ngàn một cây, chốt cho chị Thảo Lan một cây vàng kim ạ. Chị Phùng lấy chị Phùng ơi hết, chị Phùng 13 190 ngàn. Em đi ra mới chờ. Ủa, chốt 3 vàng kim Hạnh Nhân, chốt 3 vàng kim Hạnh Nhân. Cho chị Hạnh Đậm 3 cây vàng kim nhiều tuổi, Hạnh Đậm là hết luôn rồi đó. Hạnh Đậm ơi. Hả? Nè Hạnh Đậm nè. 1 cây, còn 12 mấy cây. Cho Hạnh Đậm ạ. Mầm lên luôn á, cho em mua nè mấy chị ơi. 12 một cây, 13 một cây. Hai cây cho Hạnh Đậm. 3 cây. 2 3 mỗi cái một cây phải không? Đậm 3 cây. 3 cây cho Hạnh Đậm 190 ngàn một cây. 14 3 cây. Trời ơi, cái này chị Hoa Lê ơi cho bông này bình thường, chị Hoa yên tâm đi chị Hoa ơi. Lấy thêm chậu nữa để các chậu cây okay, chị Hương Nguyễn nè. Trời ơi. Vô phụ cái hộp. Hương Nguyễn. 13 để cô mới bán. Hương Nguyễn một. Hương Nguyễn thêm cây gập đơn. Hương Nguyễn thêm một cây. Đáng lẽ cây này tới 4 rồi lận. Chốt chị Hương Nguyễn một cây 190. Quá hai cây nữa hả? Có mấy bông nhỏ nhỏ bán không? Em nhát rồi. Nhát rồi. Để cho hai cây cho Thảo Lan. Thảo Lan có chốt chưa? Thảo Lan có chốt rồi. Thảo Lan chốt một cây, giờ thêm một cây nữa là hai cây đúng không?
chắc chịu. Thảo Lan chốt thêm một cây ha, lấy thêm à, chốt thêm hai cây nữa chị Thảo Lan. Chốt cho chị Hoa Lan một hoàng kim 190.000. Ý là Thảo Lan nãy mấy cây rồi, Thảo Lan một cây thêm một cây nữa là hai cây nè. Chốt chị 3 cây đúng không? 13 một cây, 14 3 cây. Vậy là hai cây nha chị Hoa Lan. 1 cây. Thêm cây này, cây này chị Hoa Lan nè. 13 một cây. Chốt cho chị Hoa Lan một cây hồ điệp vàng kim 190.000. Tiên mi 2 cây. Một cây tiên mi chị ta 2 cây, một cây cuối cùng chị tiên mi hết hả? 15 một cây. Còn một cây à chị tiên mi ơi. Chốt em một cây này 190.000. Rồi tiên mi hết hàng rồi, hết rồi. Hết rồi, thư phòng mới nói rồi. Chị thư phòng rồi lấy luôn đi. Cô Đạt bán câu đòi ngũ hầu cần nè, rất là hùng hậu luôn á. Rồi. Cái cây này mấy chị. Cây này nó có mấy cây thôi. Cái màu này là cái màu đỏ, nhưng mà em sẽ lấy cho mấy chị là cây ba dồi, có được mấy cây ba dồi thôi. Em để cho mấy chị, em để cho mấy sẵn một cây trái. 200.000 luôn. 200.000 một cây. Cây ba dồi, hai dồi là 99 rồi đó mấy chị. Tôi tới ba vòi. Ủa 16 là nếu có luôn. 190 một cây. 190. Cây ba vòi để cho khách 200.000. Lấy cho chị Trần Hiên Nga một cây ba vòi. Đáng ra 201 rồi để cho mấy chị 200.000 luôn. Đây nè. Kiếm cái gì lên 16 hay. Rất chị Nga Trần một cây ba vòi rồi đó. Rồi em lên cao cây ba vòi để tiếp 200.000. 200.000. Một cây ba vòi. Phân nhánh đáng lẽ là 101 điểm bớt xuống 10.000 còn 200.000 lấy cho chị Thị Tiết Mai Nguyễn một cây ba vòi 200.000 200.000 một cây nha mấy chị. 200.000 một cây mấy chị ơi, đáng là cây ba dồi là 201 mấy chị, để cho mấy chị 200.000 luôn, còn mấy cây nè mấy chị. Rồi đủ rồi đó. Dạ. Còn mấy cây à? Cây ba dồi luôn. Mấy này mấy chị chơi sau Tết vẫn còn bông nha. Màu đỏ này đó mấy chị. Trời chị cây ba dồi. À hồng đào có luôn chị Hương ơi, để 30 giây em lên giới thiệu hồng đào cho đổi chị Tường Vi Nguyễn cây ba dồi. Tường Vi Nguyễn số mấy? Tường Vi Nguyễn số 4. Nhặt đồ đi nhà em ta. 190.000, 200.000 một cây, 3 vòi. Mấy chị cây đang nổ em cầm. Cây đang nổ em cầm chốt đổi rồi. Cái cây đó em chốt đổi chị Tường Vi rồi nha chị Tường Vi ơi. Chốt đổi rồi. Còn chị Tường Vi ơi. Thiên Nga, chị lựa lại cây khác giúp em, chị Thiên Nga yêu dấu ơi. Chốt cây 3 vòi cho anh Thanh Cảnh ạ. Anh Cảnh ơi, mấy chị khách mới, mấy chị cho em bé nó xin số điện thoại địa chỉ nha mấy chị ơi, chứ không là ngày mai em đi ra đi lưu lạc kiếm số điện thoại địa chỉ của mấy anh chị đó. Dạ ok chị, trừ phi mình. Vậy nha, còn có mấy cây ba dầu nữa nha, 3 cây ba dầu nữa là hết rồi. Còn được có 3 cây nữa mấy anh chị. 200.000 một cây, đáng lẽ là 201. Tại cái mày, mấy chị biết sao không, cái màu này là cái màu còn hiếm. Không phải là cái màu đại trà đâu, chứ em màu, nếu mà màu đại trà là em đã bán cho mấy chị 170.000 rồi. Giá nhập tại vườn nó đã năng hơn so với những màu hồ điệp khác đó là 20.000 rồi đó mấy chị. Cái gì? Rập không có ghi hả? Không có ghi hả? Không có ghi hả? Quảng. Đổi cái này chị nè. Đổi chị Trần Thiên Nga cái này. 17 đổi. Chị chiếc đâu tiêu rồi. Thịnh đậm cây ba dồi nè, đẹp cho thịnh đậm nè. Thịnh đậm một cây ba vòi 200.000. Mấy chị lấy đi, còn được có mấy cây ba dồi nữa đó mấy chị ơi. Hết rồi đó, 201 cây. 201. Em còn mấy cây cuối cùng. 201. Ba vòi mini đỏ phân nhánh. 201. Vừa không đổi không? Một cây. Còn một hai cây nữa thôi. Tranh thủ mấy anh chị tranh thủ chốt. 17 đổi. Đi đào vô trong đi đào.
201 một cây, 3 vòi mini phân nhánh, đỏ phân nhánh. Em còn số lượng đó. Đây là mấy anh chị. Hai trăm ngàn một cây, 200 ngàn một cây. Chốt rồi, chốt quần ngọc khoảng trăm ngọc. Chốt cho chị Bùi Nguyễn Trâm Ngọc một cây. Con bé nó nhầm á mấy chị, 201. Đáng ra cây ba dòi của nó là 201, bớt mấy chị 10 ngàn rồi còn 200 ngàn mấy chị, cái nó nhầm á. 200 ngàn một cây mấy anh chị. 3 vòi mini đỏ phân nhánh. 200. Em còn số lượng ít, mấy anh chị tranh thủ chốt. 200 ngàn một cây. Chốt giùm em 200 ngàn. Chị Hương Hùng lấy cây màu đỏ này nè chị Hương Hùng. Màu đỏ này nó bền bông lắm á. Màu đỏ này về mấy chị nào mà chụp hình sống ảo là bao đẹp luôn mấy chị. Màu đỏ lên cam đẹp cực kỳ. Màu đỏ lên cam mấy chị. Màu nó lên màu cam đẹp cực kỳ. 200 ngàn một cây mini đỏ, 3 vòi đang phân nhánh. Vậy cây này cây của chị Bùi Nguyễn Trâm Ngọc. Cây của chị chơi Bùi Nguyễn Trâm Ngọc nguồn nhiều nở có một bông hai bông luôn nha. Lấy cho chị thêm cây này nè, thêm Thiên Nga, thêm một cây này 200 ngàn. À, mới kêu tên Thư Phùng là Thư Phùng chốt liền, thiệt tình luôn á. Thiệt tình đó, hung chục chục. Hai chốt chị Thư Phùng một cây này 200 ngàn. Không chữ Thư Phùng. Đang thân nhánh 19 hai của cây nào hả? 19 chưa có á. Đây, có cây này đây. Có cây này nè. Có cây này nha. 201 em có một cây này 201. 4 vòi hoa mini đỏ, mini đỏ phân nhánh có được một cây 201 đang 4 cái vòi. Vòi gì? 19 vòi đỏ đi mà. 201 một cây mini đỏ phân nhánh đang có 4 vòi bông. Chốt 201 cho chị Phương Nguyễn. Số là 10 có chưa? 22. Còn một cây cũng thôi. Đây. Chốt chị Trần Thiên Nga một cây. Chị 4 vòi 201. Vậy là hết nha. Ê Thiên Nga lấy thêm đi, Trần Thiên Nga đừng đổi Trần Thiên Nga nha. Tiếc lắm á. Chốt đứa trai, còn chốt đứa trai. Trần Thiên Nga. Trần Thiên Nga đây, lại đây chị Thiên Ngô hết rồi. Còn cây 2 vòi thôi. Chốt chị cho chị Thí Ngô một cây. 4 vòi 201 cho chị Thí Ngô ạ. Thí Ngô 23. Thí Ngô 23. Có cây này nè. Còn được mấy cây ta. Cái này là 190 một cây nè mấy chị. Cây nó 2 vòi thế này nè. Còn cây đó để bán chị mấy chị 170 luôn đi. Cây hồi đẹp vàng 170 ngàn. 2 vòi 190 để mấy chị 170 luôn. Hết chị Hồng ơi. Cái này để đây chi thôi. Đây. Đây. Thì bộ sẽ nhập nó đó. 170 ngàn một cây. Hồ điệp. Đang phân nhánh. Hồ điệp. Màu này màu gì? Vàng bơ. Vàng bơ. 170 ngàn một cây vàng bơ. Đang phân nhánh. Như Trần Thiên Nga thêm một cây nữa như là hai cây nữa rồi thêm cây nữa là cây thứ ba đó. Trần Thiên Nga. Ừ. Hai cây đỏ rồi thêm một cây nữa là ba cây á. Không dạo đi. Hồng đào để một xí em lên cho nè. Hồng đào đúng không? Mới đi hồng đào. 170 một cây. Cây này 17 hả? Vàng bơ. Cây này 190 mấy chị để mấy chị. Đang phân nhánh cái vòi rất là dài. Hoa trung. Mới đi hồng đào nè mấy chị. Hồng đào. Bảy mươi ngàn một cây vàng bơ nha mấy anh chị, nó đang phân nhánh. Một cây thì tiếp Mai Nguyễn có cây soda soda còn cây soda có cây soda nha anh Lan gì đó ơi đâu rồi anh Lan Vũ Hoàng ấy chuyện gì hỏi chị con.
có Ben Soda nha anh Lan Phủ Hoàng. 170.000 một cây vàng bơ. Cái bông hoàng bơ. Lạc có con quay chim á Đạt. Cá hôm nay chưa có hàng luôn nha. Tại em cho bé nó lên cái này cho mấy chị. Cái này là mi hồng đào. Cây của nó là cây hai dòi thế này mà nụ nhiều. Hàng này mấy chị chơi Tết luôn nha. Giá của nó là 180 một cây hồng đào. 180 nha, 180 một cây mi hồng đào thế này mấy chị. 180.000 một cây hồng đào. 180.000 một cây hồng đào. Bông mini. Quên nữa. Qua nói với mấy chị nữa là cái hôm nay đây cái mảng thiên hồng hôm nay là nụ lớn đẹp lắm nha. Đào nè. Anh thóc dạ anh Quân. 180.000 một cây mini hồng đào. Đây là mấy anh chị. $180.000 một cây mini hồng đào. Hồng đào này lâu lắm không mới về được đợt hồng đào cho mấy chị đâu, nhưng mà em chỉ mua hàng Tết cho mấy chị thôi. Đấy, chơi Tết. $180.000 một cây mini hồng đào. Xíu nó bên lên, xíu bé nó lên bên cho nhanh Lăng Vũ Hoàng ơi. Hello chị Huệ. Hello chị Hồng Huệ. 180.000 một cây mini. Dán dữ à. Chốt chốt nha, 180.000 hoa lâu tàn. Thì đây tới tết. Đang nở ít bông. Mới xong một chiêu. Hồng đào có 3 ngầm. Hồng đào có 2 ngọc lên hàng năm vỏ ơi, có một cọng này lấy một cọng không? Chứ đa phần là 2 ngọc hết mấy chị. Cây nó 2 ngọc không mà. Có cây 2 ngọc không? Không có cây 3 ngọc. Hàng năm vỏ ơi. 180.000 một cây mini hồng đào. Đang hai vòi hoa. Con nhánh nhiều. $180.000 nè mấy anh chị. Cái loại hoa lâu tàn nữa, từ đây mình chơi tới kịp Tết. Đây hai vòi. Lấy cho chị Tường Phi Nguyễn một hồng đào. 180.000. Cây nụ nở hai cây này nè anh Hoàng Nam Võ ơi, mới nở được 4 bông còn như vậy. Chào chú Minh Khoa. 180. Cây này nó có nở có 2-3 bông một chị ơi. Hồng đào này nó có nở 2-3 bông à. Anh Hoàng Nam Võ một cây mini hồng đào 180.000. Ừ. 180.000 một cây. 180.000 một cây mini hồng đào đây hai rồi được nhiều con nhánh. 180.000. Hoa lâu tàn. Mình chơi kịp đây từ tới Tết. Chọn á. 180.000 nha mấy anh chị. Đang được hai vòi con nhánh. Hai vòi. $180.000 một cây mini hồng đào nha mấy chị. Đây đi. Cô bỏ lấy cây chết.
180.000 một cây. Mini hồng đào đang phân nhánh, hai vòi. Cánh dày. Bông của mini hồng đào thì đây là mấy anh chị. Cái này được thở nhiều hơn này nữa. 180.000. Hai chó dùm em 180.000. Mini hồng đào. Nha mấy anh chị. À, Lan Phủ Hoàng xíu không lên Ben nha, anh Lan Phủ Hoàng. Hai chốt em 180.000. Còn chốt kia là chưa. Chốt kia nói cho bạn. Hỏi Ben từ nãy giờ. 180.000 nha mấy anh chị, mini hồng đào đang phân nhánh được hai vòi bông. 180.000. Hai chơi ở đây tới Tết. Cánh dày. Có mã hả chị? Hồng hồng hàng vỏ ơi. Nam có về lô mã. Hãy chốt em 180.000. Tới hai vòi phân nhanh. Có mã hi hồng chị, hàng vỏ em để em đăng lên. Hãy chốt em 180.000 cây mini hồng đào mấy chị. 180.000 một cây mạ mini hồng đào. Đúng vậy anh hấp dẫn Vương ơi, nay mã hồng nở bông ít mà nụ to nhiều. Đây em có mã nè chị, hàng vỏ ơi. Nhiều chị. Một. 3 vỏ 190.000 một cây mã hồng nha chị, hàng vỏ ơi. Nãy chị hỏi em. Một 190.000 một cây. Mã hồng đang 3 vòi. Hoa tàn đến 3 tới 4 tháng. Ba vòi 190. Mày. Thì ok, chốt dư chị thu vòng một cây hồ điệp kim. Chốt dư cho chị hơn vòng một cây hồ điệp vàng kim nha chị. 190.000 một cây mã nghiêng hồng. Đang được 3 vòi. Có ai chốt em 190.000. Hoa lâu tàn. Đây cây này cây hàng vòi hến được phân nhánh nè mấy anh chị. Cũng dây luôn hả chị. Đang được phân nhánh rất là nhiều.
170.000. Cây này là cây hai vòi lớn á mấy chị, mà nó phân nhánh nhiều. Em đi lựa cho mấy chị mấy cây mà phân nhánh nhiều nhất luôn á. 170.000, cây đang phân nhánh nhiều. Một trăm bảy mươi ngàn nha mấy anh chị. Một cây mãng hồng đang phân nhánh. Cái lô mãng hồng này là lô mãng cây lớn. À, cái giống này nó ít nên là mấy chị chơi sau Tết khoảng tầm tháng Giêng tháng 2 nó vẫn còn bông để mấy chị chơi. So với những cái cây mà đợt từ trước về thì cái lô mãng hồng này nó rất là đẹp cho mấy chị, vừa tán lá lớn mà lại nụ lớn phân nhánh nhiều cho mấy chị nữa. Mấy chị coi cây hai vòi mà cũng giống như là gần như là cây ba vòi luôn cho mấy chị luôn rồi. Phân nhánh cực kỳ nhiều. Này về nó nở ra rất là đẹp cho mấy chị luôn. Chốt cho hàng vỏ. Em lựa cho mấy chị cây nhiều vòi, mấy chị cứ chốt em lựa cho cây nhiều vòi nhất có thể. 190.000. 170.000. Cái lô trước nó không có đẹp giống vậy đâu. Mấy chị coi nè. Cây lô trước nó đâu có phân nhánh đâu cho mấy chị đâu. Lô trước không có phân nhánh, không phân nhánh nhiều. Lô này là lựa cho mấy chị cây phân nhánh. Có mấy cây hả? Em về ít được có mấy cây à? 170.000 cây mấy chị. Mấy chị chơi Tết thì mua cái giống này. Mà hiện cầm cái cây lên mấy chị nhìn là thấy chất lượng liền không? Mua cây 170 là chất lượng liền. Một trăm bảy mươi ngàn nha mấy anh chị, đang được phân nhánh rất là nhiều. Hoa của mãng hồng nè mấy anh chị, hoa lâu tàn. Chốt hai cây y đây. Đây hai cây trên tay em đang cầm hết, đi lựa cho anh Võ Tướng Thành nè. Hãy xíu đi lựa cho mấy chị cây đẹp nha. Chốt hai cây cho anh Võ Tướng Thành. Chốt hai cây. Chốt cho anh Võ Tướng Thành hai cây. Đang đều. 170. Nè mấy chị coi nè. Em cầm cái cây lên cho mấy chị nè, nó lựa phân nhánh tụng nhiều. Hàng này không lớn, lụng lớn hết rồi, về mấy chị không có sợ bị hư nữa nghe. Nè phân nhánh nè mấy chị coi nè. Em đi cầm lựa mấy chị, trước đây mấy cây này đẹp hơn đợt vừa rồi rất là nhiều. So với đợt trước nè mấy chị, đợt trước em sẽ cho mấy chị coi cây của đợt trước nè. Trước nó không có nhiều nụ bằng hôm nay đâu. Cây đợt trước nè, đi xa xa chị nè coi nè. Cây nó không có nhiều nụ bằng hôm nay đâu mấy chị. Em làm lựa cho mấy chị cây đẹp luôn á. Phân nhánh nụ nhiều cho mấy chị luôn nè. Mấy chị nhìn thấy cây là biết liền. Chất lượng cây 170. 170 ngàn một cây. Cây này giờ nó lên giá mãng miếng hồng, giờ lên giá 189 hết rồi. Chốt cho chị Trường An một cây mãng hồng phân nhánh Nguyễn Nam chút trước. Chốt ra anh Nguyễn Nam cây mãng hồng. Rồi chốt cho chị Trường An một cây mãng hồng 170.000 đang phân nhánh nhiều. Mãng này mà nhà anh chị nào mà ghép tầm 2-3 cây vô chậu thì nó sang lắm. Bông mãng miếng hồng chơi bền bông. Tối thiểu nhất là cũng phải mấy chị cũng chơi được 3 tháng rồi đó mấy chị. Anh chị nào chăm chốt tốt và tưới xương xương B1 khoảng 5-6 tháng là bình thường luôn. 170.000 là mấy anh chị. Hoa lâu tàn. Chơi bông mấy hoa. Một trăm bảy mươi ngàn mấy anh chị. Mãi miên hồng 170.000 đây, nó rất là nhiều phân nhánh nhà mấy anh chị. Nguyễn Nam chút chưa? Nguyễn Nam Trường An chút rồi chị. Trường An xuống chưa? Trường An xuống rồi. Trường An 8 không? Trường An chút rồi. 170.000 à mấy anh chị. Cái mãng hồng đang phân nhánh nhiều. 170.000. Này em lựa đều cho mấy chị phân hai bên luôn á, chứ không phải là một bên phân, một bên không phân đâu. Một trăm bảy mươi ngàn nha mấy anh chị, cây đang được phân nhánh nhiều nha mấy anh chị, chỉ có 170.000 thôi. Em về đợt này đẹp hơn được lô trước nha mấy anh chị. Một trăm bảy mươi ngàn. Đây em bông của mãng hồng.
có 170.000 chị, quá rẻ luôn. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Bông cũng lâu tàn lắm anh chị. Dạ, dạ. Chỉ có 170.000 thôi mấy anh chị. Hộp cây mãng hồng đang phân nhánh nhiều. Bông rất là lâu tàn nha mấy anh chị. Nếu chăm mình tốt là từ tới 3 đến 4 tháng. Hai chốt chốt em 170.000. Đây em lên. Đợi khác anh chị, cái cây này được phân nhánh nhiều hơn nha anh chị. 170.000. Lá rất là đều. Chỉ có 170.000 thôi mấy anh chị. Chốt chốt thì chốt cùng em 170. Comment đi anh chị. Một trăm bảy mươi ngàn nha mấy anh chị. Một cây mãng hồng đang phân nhánh rất là nhiều, được lên được hai cái vòi đang phun lên cao. Chỉ có 170.000 thôi mấy anh chị. Một cây mãng hồng đang hai vòi đang phân nhánh, hoa chơi rất là lâu tàn. Có 170.000 thôi nha mấy anh chị. Cặp lá rất là đều. Có đồng từ không? Có. Chị ơi. Chốt nàng chưa? Nhìn lên chốt nàng nha. Chốt cho chị, Mỹ Linh một cây mãng 170.000. Hai chị. Tường Vy nãy chốt hồng đào chưa chị? Tường Vy chị coi nãy chốt hồng đào chưa? Chưa hả? Tường Vy Nguyễn hả? Ờ. Chị chốt cho chị ha. Tại vì tại Phương An kéo ra. Đây nha mấy anh chị, 170.000. Một cây hồng đào mãi hồng đang phân nhánh. Đào đi. Một trăm tám mươi ngàn một cây mi hồng đào này chị Yến Nhi. Đó, chốt chốt em 180.000 chị Yến Nhi. Đây được hai vòi phân nhánh. Một trăm tám mươi ngàn nha mấy anh chị. Chị Nhi hỏi em nè, em lên cây mini hồng đào
màu cà rốt. Mini màu cà rốt. Cái màu này nè, có màu đỏ này cho khách nè. 190.000 chỉ có màu này thôi. Màu đỏ nha, chị Yến Nhi. 190.000 màu đỏ đang phân nhánh. Đang hay được 2 vòi. Chốt giùm em 190.000 nha chị. Mini đỏ phân nhánh. $190.000 nha chị Yến Nhi. Cây màu đỏ, mini đỏ. Đây em lựa cho chị Nhi cây vòi đều này chị. 190.000. Đang phân nhánh một vòi, đang phân nhánh một vòi chung. Đang hai vòi. Maria. Không hôm Maria Trần Quang ơi. 190.000. Chị Nhi chốt cùng em 190.000. Hai vòi đang đều này chị. Em lựa chị cây cho chị Nhi cây hồ điệp mini đỏ 190.000. Đây này chị Yến Nhi ơi, còn cây này đều nữa chị, 190.000. Cây còn cái nụ này chị mới nở được 2 bông, còn nhiêu nụ này chị 190.000. Mini đỏ phân nhánh 190.000. Đang nụ hoa kịp chơi kịp tết. Chốt, bấm chốt giùm em nha chị Nhi. 190.000. Em chỉ còn được cái này với lại cái này thôi nè chị. Cái này cái số 1. Cây số 2. Cây này cây số 3 chị chốt nha em. Nhắm số giùm em. Chị chốt số giùm em. Dạ 190 anh Mưu Tuấn ơi. Chốt một cây. Chốt cây 1. Cái này cây số 2, cái đó cái này cây số 3. Chốt cây số 1 cho chị Yến Nhi. Đây em chỉ còn được có 2 cây 190.000. Em chỉ còn được 2 cây 190.000. Hồ đẹp mini đỏ 190.000. Em chỉ còn được 2 cây nha mấy anh chị. Nha mấy anh chị, hồ đẹp mini đỏ đang nụ. Đổi cây đầu lấy cây đó. Nó tác dụng rồi không? Ý là chị nói đổi cái này hay gì chị Yến Nhi? Chị đổi cái này. Ý là chị nói đổi cái này hay gì chị Yến Nhi? Hay là cái này?
Dạ em mới 15 tuổi à, anh Lộc Nguyễn à. Có hồ đẹp. Lấy cái này hay gì chị nhỉ? Cái này chị 30 đô. 30 đô. Có hồ điệp bự màu vàng không? Có màu bạc trùng. Chỉ có màu vàng bơ mới có hồ, hồ điệp đấy thôi. Chỉ có màu vàng bơ. Nào ít nào. Nhiều bông. Hồ đẹp luôn. Đây nè mấy anh chị, còn được một cây. Còn được hai cây hồ đẹp. Chốt chốt hôm nay 290 ngàn. Đang được 2 vòi. Bản lá đều. Rồi lên hàng nắng thì phát đi. 170 một cây này chị Phong Phong. Màu vàng bơ. 170 ngàn. Nha mấy anh chị, 170 ngàn nè cô Phong Thu ơi. Chị mấy chị bướm tạo bố phí để đi hàng ấy, chị lâu quá hồng ơi. 170 ngàn chị Phong Thu ơi. Chị hỏi em coi vàng bơ, hồ điệp vàng bơ 170 ngàn. Chốt chốt giùm em nha chị Phong Thu ơi. 170 ngàn. Để con bé nó lên mấy cây đèn đu nắng cho mấy chị nha. Cây là cây xe xa hàng binh. Mặt này có mặt cây hết rồi. Em lên xe xa hàng binh nha mấy anh chị. Có một cây mọc rồi. Đây bông của xe xa hàng binh nha mấy anh chị. Cây xe xa bên nha mấy anh chị. 150 ngàn một cây xe xa hồng bên nha mấy anh chị. Một năm 150 ngàn một cây xe xa hồng bên. Chốt mang 150 xe xa hồng bên. Chậu là chậu V21. Một cây xe xa bên được đang được hai cái vòi. Đang được hai vòi. Cái loại này. Xe xa bên nha mấy anh chị, 150 ngàn đang được hai vòi. Chốt này chốt chốt giùm em 150 ngàn nha mấy anh chị. Dạ. 150 ngàn nha mấy anh chị. Xe xa hồng binh được đang được hai vòi đen vương. Chậu là chậu V21. Cây xe xa hồng binh nha chị anh Nguyễn Nam ơi. Xe xa hồng binh 150 ngàn một cây. Em được một cây hồ đẹp trắng chớp 190 một cây. Đang được hai vòi. Một cây hồ điệp trắng chớp
cây. Dạ cây này xe xa không bên nữa. Cái này được tán chớp 190.000 cây. Một cây nha mấy anh chị. Tán chớp cầm cây của chị. Thế là 5 lai anh. 190.000 một cây nha. Rồi này là cây xe xa hồng bên 150. 150.000 một cây. Đây được 2 vòi. Ngày mùng 1 là ngày mùng 2. Còn cây hồ điệp này là 190, đây cũng được 2 vòi. Ai có phí cái này hỏi thì cứ gọi có phí không? Còn để đây mình sạc cái hệ thống. Lâu quá hồng đúng không? Xem bông xe xa hồng bên. Xe bên chỉ có xe bên. Đợi em xíu nha chị, anh Nguyễn Nam. Một trăm năm mươi ngàn một cây xe xa bên nha mấy anh chị. Đây được 2 vòi. 150.000 một cây xe xa hồng binh. Em chỉ có được một cây thôi. 150.000 một cây. Chậu là chậu phi 21. Đây xe xa hồng. Hồng bông của xe xa hồng binh. Một trăm năm mươi ngàn. Một trăm năm mươi ngàn nha anh Nguyễn Nam ơi, anh xem bông rồi. 150.000 một cây. Em có được cây nắng 4N nè mấy anh chị. 150.000. Đây bông của nắng 4N nha mấy anh chị. Một trăm năm mươi ngàn nha. Nắng 4N. Một trăm năm mươi ngàn một cây. Nắng 4N em chỉ có được một cây. Năm đều. 150.000 nha mấy anh chị. Có đẹp đẹp đi. Một trăm năm mươi ngàn nha mấy anh chị. Nắng 4N. Đang được một vòi bông. 150.000. Một cây nắng 4N. Một trăm năm mươi ngàn một cây nắng 4N.
Bông là bông hoa to, ngoài nắng thì thơm. $150,000 nắng 4N chốt giùm em $150,000 nha mấy anh chị. Đang đựng cái vòi đang cao. $140,000 $150,000 nha mấy anh chị. Một cây nắng 4N chậu là chậu P21, ta được cái vòi đang cao, bông thì bông hoa to. Rồi coi con trai lớn tiếng lên rồi, cây gì nói chậm không coi comment của cầm cây, cầm cây bà liễu bà liễu chậu nhỏ có không chị? Em coi có không nha anh Lộc Nguyễn. Có bà liễu nhỏ không? Lộc gì vậy? Có bà liễu nhỏ. Có anh ơi. Có nha anh Lộc Nguyễn ơi. Vậy em qua bốt nào nha. 150,000. Để em lên bà liễu chậu nào. Bà liễu này 350 nha anh Lộc Nguyễn ơi, 350. Đang được ba cái vòi bông chậu P21 cho qua đi. Chậu P21 350,000 nha mấy anh chị. Bà liễu ba trăm rưỡi chục ngàn. Anh muốn lấy chậu nhỏ không? 200,000 đã được hai cái vòi bông. Đây hoa của bà liễu mấy anh chị. Hoa của bà liễu nha mấy anh chị. Có nha anh Nguyễn Hồng Vĩnh ơi. Có da da. Đây hoa của bà liễu nha mấy anh chị. 350,000 chậu này. Còn chậu này là 200,000. Thôi lọc em chốt hồi xuống rồi. Anh có chốt không anh? Không chốt em qua dòng này nha anh. Đây chậu này là 350, chậu này là 200,000. Không chốt em qua. Có mười qua. Mẹ này rớt bọng hết ông ơi. Cho coi chậu chơi da hả? Chị biết chơi da.
Rồi để em lấy ra anh nha. Nguyễn Hồng Phỉnh ơi. Chốt chậu 300. Chốt chậu này cho anh Lộc Nguyễn 350. Bà liễu xưa hoa hôm. Chốt 350. Lộc Nguyễn. Bà liễu xưa hoa hôm. Đây là anh Nguyễn Hồng Phỉnh, 130.000. 130.000. Chậu da da đang thuần hang. Chậu là chậu da rổ bí. Thuần hang nha mấy anh chị. 130.000. Đây là bông của mini da da nha mấy anh chị. 130.000. Này em chỉ cho xem hoa thôi. Còn chỗ này là em bán 130.000 nha mấy anh chị. Mini da da 130.000. Chậu đang thuần hang, chậu da gỗ bí. $130.000 nha mấy anh chị. Mini da da. Này em bán hàng lá thôi chứ em. Rồi nha. Này em chỉ bán hàng lá thôi. $130.000. Vòi này không có tính, em còn cho sưu tầm mặt bông thôi. Đây hoa của mini da da nha mấy anh chị. Mini da nãy anh nào hỏi đó. Anh Nguyễn Hồng vậy. Hỏi xấu rồi. 130.000 nha mấy anh chị. Đây hoa của mi da nè. Anh Nguyễn Hồng Vĩnh có chốt không à? Cho anh coi chậu đó đi em. Thì cho coi rồi đó. Không. Đây 130.000 nha mấy anh chị. Mini da da, chậu đang thuần hang. Hoa này là chơi quanh năm. Hoa này là chơi quanh năm. Chậu đang thuần hang nha mấy chị. Anh Nguyễn Hồng Vĩnh rồi có chốt hôm em qua hàng khác. $130.000 mini da da, chậu đen hồng than, chậu giả gỗ, chậu bí, chậu phi 20 nha mấy anh chị. $130.000 nha mấy anh chị. Chậu mi da đang hần hang. 130.000. Lên bên soda đi. Lên bên soda. Bên soda có không? Có. Đây, bên soda đây anh ơi. Nhiều. $420.000 một cây bensoda nha anh Võ Tấn Thanh, em lên bensoda nè. Chậu lớn 420.000 nha mấy anh chị. Đây bensoda, em cho xem mặt bông nha mấy anh chị. Xem mặt bông bensoda để nhất hoa hơn.
420.000 anh Hoàng Nam Phỏ ơi. 420.000 chậu Ben này. Tan hoa. Chậu là chậu giả gỗ. Hoa, hoa rất là thơm. Cho xem một chùm. Bông Ben Sura chỉ có hả? 420.000 một cây Ben Sura hoa thơm. Chỉ có Ben không? Mấy cái máy quỷ. 420.000 nha mấy anh chị. Đây hoa của Ben Soda nè mấy anh chị. Để nhất hoa hơn. Nha anh Hoàng Nam Phỏ ơi. Anh nói chốt em 420.000. Chậu là chậu giả gỗ, chậu lớn. Anh có chốt không anh Võ Tuấn Thanh ơi? Anh hỏi em Ben Soda 420.000. Chậu này đang hận sơ dừa. Hoa rất là thơm. Nha mấy anh chị. Ben Soda. Em chốt em qua hàng khác nha mấy anh chị. Đây em lên hồng sọc nha mấy anh chị. 150.000 một cây hồng sọc. Hoa là bông to. Đây được 3 cái vòi bông. Cái vòi này em không tính nha mấy anh chị. 150.000 một cây. Nha anh chị, hồng sọc bông to. Bông này mấy anh chị. 150.000 nha mấy anh chị. Hồng sọc bông to. Em còn ít, em còn được có 2 cây à mấy anh chị. Chốt giùm em 150.000 nha mấy anh chị. Hồng sọc bông to.
hai chốt, chốt nè 150 ngàn nha mấy anh chị. Không chốt hôm qua hàng khác nha mấy anh chị. Em còn chỗ này đang hàng nụ nha mấy người. Cũng giá thì 150 ngàn. Đang được 3 cái vòi. Đang được 2 cái vòi. Hai vòi. Giá là 150 ngàn nha mấy anh chị. Hồng sọc bông con. Hoa của hồng sọc đây 150 ngàn nha mấy anh chị. 150 ngàn. Bây giờ em bấm giảm xuống là 130 ngàn nha mấy anh chị. Chốt chốt em 130 ngàn. Hồng sọc. Mà đang 3 vào 2. Em lên Ben Soda nha mấy chị. 280 ngàn. Được 3 cái vòi hoa, em cho mình chị coi. Đây là 1 vòi, 2 vòi, 3 vòi. Soda. Ừ. 280 ngàn. Ben soda được đang được 3 cái vòi. Ha. Đang có được một cái mầm tơ đang thương được. Chậu là chậu phi 21. Nha mấy anh chị. Ben soda hoa hơn. Nó đứng đầu trong các loại Dango đệ nhất hoa hơn. Hai trăm tám mươi ngàn đang được 3 cái vòi. Chốt cho anh Hoàng Nam Võ một cây Ben 280 ngàn. Tư phải không? Chốt cho anh Hoàng Nam Võ rồi. Để em để thấy mặt hoa Ben cho mấy anh chị. Cây này, cây đó đâu rồi? Này Ben luôn. Đang 2 ngồng, mầm tơ dưới gốc. Ben soda đang 260 ngàn. Đang 2 ngồng. Em có được một tơ, mầm tơ dưới gốc. Nè mấy anh chị, 260 ngàn. Ben soda đang 2 ngồng. Qua là qua hôm 260 ngàn chốt mấy em 260. Chậu phi 21 260 ngàn. Chốt cùng em 260 nha mấy anh chị. Ben soda 260 ngàn nha mấy anh chị. Ben soda đệ nhất hoa hôm. Đây được 2 ngồng.
một ngọng nè mấy anh chị, hai ngọng nè mấy anh chị, ngọng nhỏ với ngọng lớn 260.000. Đây hoa của Ben nè mấy anh chị. Đây hoa của Ben nha mấy anh chị. Ben Soda. $260.000 một cây Ben Soda. Chậu là chậu V21 nha mấy anh chị. 260.000. Dạ không có chậu như ngồng chị Phương Nguyễn ơi, em chỉ còn có chậu này được hai ngồng chị ơi, có chốt chốt em 260. Bên nào to không à, chậu 420. Có nha anh Nguyễn Minh Khánh ơi. Đây em có chậu này to hơn nè anh, 420.000 chậu Ben Soda, đang hai vòi cao. Chậu là chậu to. Đây bông của Ben Soda thực tế nè mấy anh chị, hoa rất là thơm. Thơm 420.000 chậu này. Còn nếu mà anh chị lấy ít tiền hơn là lấy chậu này 260. Đây em lên xe ghét nha mấy, cho mấy anh chị 180.000 đang vòi hoa đang về. Xe ghét được gọi là thuận bùm xuôi gió. Một... Một... 180.000 một cây xe ghét. Ben giá chậu, Ben giá chậu mũ hồi nãy là 260.000. Anh Nguyễn Quỳnh Thực ơi. Còn chậu này là 180.000 CCG. Ben chậu nãy là 260.000 anh. Lấy hoa. Một trăm tám mươi còn vụ nữ cá mập, còn cái vụ nữ cá mập không chị? Vụ nữ cá mập không có hàng. Vụ nữ cá mập em hết hàng rồi chị Trần. Em mặc bông Trần Hiên Nga ơi. Ben chậu 260. Chốt thì chị Hồ Huy chậu Ben 260. Là em nói là em cho khách coi cái mặt bông của thằng Sơ Sơ Ghét. Em cho xem bông của thằng Sơ Sơ Ghét. Chốt cho chị Hầu Hồ Phi một chậu Ben 260. Cái nhỏ. Cái này gì đó? Số mấy? Rồi em lên CC Get 180.000. Giờ không biết. Đây em còn một chậu 260 nữa nè. Mấy anh chị. Ben Soda.
Ben soda để nhớ hoa thơm, em còn một chậu này. Cái thau cao 260.000 nè mấy anh chị. Em còn một cây thân cao nè, cũng giá vậy luôn, 260.000. Nha mấy anh chị. Chậu này được có một vòi nhưng mà được thân cao, và chậu này hai vòi mà thân thấp. 260.000. Xe ra ghét nè mấy anh chị. 180.000. Xe xa ghét. Con rất là cao. Chậu là chậu V21. Đây có được mầm tơ đen phương. Có hồ điệp màu. Màu đỏ. Để em có một hồ điệp màu đỏ nha. Chị Vi Trần ơi. Em có hồ điệp màu đỏ. Một 190.000 cây hồ điệp đỏ nha. Anh chị phía trần á. Mini đỏ phân nhánh. Hỏi chị học hỏi cái gì? À, chị học. Đang la mẹ ở đâu? Đọc không hiểu thì hỏi chắc là cái gì? À, chị hỏi em cái gì? Chị Nguyễn Hục á. Nó gọi với em. Đây. Hồ điệp 190.000 mini đỏ phân nhánh. Đây được 2 vòi. Chốt chốt mèo 190.000 nha mấy anh chị. Hồ điệp đỏ mini phân nhánh. Con bầm cho gió vậy. Tên đây là chi nhánh 1 nha, chị Nguyễn Hục á. Sài Gòn. Sài Gòn 215 giờ tổng tác. Thấy phải không? Đây đồng tác rồi, đây đồng tác. Em ở trên chi nhánh 1 Sài Gòn 215 Lê Trọng Tấn. Chậu đang cao. Chậu lớn. Chậu giả gỗ lớn. 350.000. Một chậu hoa hồng nha mấy anh chị. Ba vòi đang nụ, một vòi đang bông nha mấy anh chị. 350.000. Chậu là chậu lớn. Chậu giả gỗ lớn. 350.000 nha mấy anh chị. Đang được 3 cái vòi, 1 cái vòi bông với lại 3 cái vòi nụ.
Đây hoa cũng họ hồng. $350,000 nha mấy anh chị. Phở hồng $350,000. Có 4N nha chị Ngọc Nguyễn Thị. Có 4N nha chị. Chậu lớn đó. Bốn này nha chị Ngọc Nguyễn Thị ơi. 650,000. Hoa bốn nè nè mấy chị. Bốn nè nè chị Ngọc Nguyễn Thị 650,000. Chậu là chậu lớn, trang thùng thang. Cho bà cũng giữ lắm nè. Đang 4 hồi nổ, 1 hồi 2 nha mấy anh chị. 650,000. 650,000. 4 nào. Chậu là chậu lớn, chậu da gỗ lớn. Đang phần thang nữa mấy anh chị. Có chốt chốt mấy em nha Ngọc Nguyễn Thị. Hay là chỉ là chậu nhỏ. 150,000. Chậu 4 nào, nhỏ. 150,000 chậu 4N nhỏ. Chậu là chậu V21. Đang một vòi. 150,000. Hoa là hoa bông to. Hoa thơm. 150,000 nha. Chị lấy chậu nhỏ hay chậu lớn? Đây chậu nhỏ này chị Ngọc Nguyễn Thị. 150,000. Còn chậu lớn là 650,000. Còn chậu này chậu nhỏ nhất đây các chị. 150,000 là chậu lớn. 150,000. Đây chậu nhỏ nhất là chị ơi. Có chốt chốt mấy em nha chị Ngọc Nguyễn Thị. 150,000 chậu 4N. Chậu là chậu V21. Còn chậu lớn này là 650,000. Em cho chị xin mong. Hoa 4 nè nha chị. Vậy chị có mấy qua dòng này nha chị. 150,000. Chậu 150,000 mà lại giống vậy mà khác không chị hay không? Có một chậu này 150,000 chị Ngọc Nguyễn Thị ơi. Không còn chậu khác, còn chậu này chị. Nhưng còn chậu này 150,000 này chị ơi. Như vậy chậu 650,000 lớn hồi nãy. Ngọc với chị chốt em 150,000 nha chị. Em còn với còn một chậu này thôi. Có lên sao cho qua chưa vậy? Chưa. Anh ba xưa. Chậu giả gỗ đang thần. Vỏ không nhảy nha mấy anh chị. Yes.
350.000 một chậu anh ba xưa đang vòi đang nụ. Nhắm mấy chị, em cho mấy chị xem mặt bông của anh ba xưa. Đây hoa của anh ba xưa nha mấy chị. Ba trăm năm mươi ngàn chậu anh ba xưa. Ba trăm năm mươi ngàn chị anh ba xưa. Chậu đang hồn dở không nhuyễn. Đang được có hai mầm tơ đang phương lên rồi mấy anh chị. 350.000. Có ai chốt chốt giùm em 350.000. Anh ba xưa. Chốt. Có ai chốt chốt giùm em 350.000. Chọn ba xưa. Đang lùm. Đang có một cái vòi đang bông. 350.000. Vàng khác nha chú anh chị. Em lên xe xe hoa nha chú anh chị. Xe xe hoa bông trắng hoa hơm. Chị 150.000. Chốt với chị Hồ Vy chậu anh ba xưa 350. 35. 32. 32. Em lên xe xa qua cho mấy anh chị. Xe xa qua là hoa bông trắng hoa hơm. Đang được 4 cái vòi hoa. 150.000. Chậu chậu với 21 ai chốt em à. 150.000 chậu xe ra quay trắng hoa thơm. Hoa của xin ơi. Cái này là cây xanh có một hoa xanh rất vuông. 400.000 xe là 350 một chậu. Cho chị Thí Ngô một cây xe ra quay. Xanh. Em lên ăn xanh xanh cho mấy anh chị. Chậu này về em sell luôn 350. 350.000 một chậu ăn xanh. Vòi chỉ cách cái vòi bông nó mọc cái nước lá này chỗ này. Vòi bông là mấy anh chị. Vòi đó 3 vòi. Chậu này đang 5 vòi bông nha mấy anh chị. Chậu là chậu da gỗ lớn. Đang được 2 mầm tơ. 350.000 nha mấy anh chị. Từng rút qua anh vàng cứ gửi mới gửi vô qua. Đây hoa của anh Trên Xanh nha. Đây hoa của anh đang xanh nha mấy anh chị. Cánh hoa cứng dày. Bông này mấy chị chơi cỡ 4 tháng mới tàn. Nó là dòng hoa nhựa. Nó là dòng hoa nhựa nha mấy anh chị. 350.000 anh đang xanh. 350.000. Này chốt chốt em 350.000. Em không biết anh Hoàng Nam Phở ơi. Đó, ai chốt chốt em 350.000 chậu anh tên sao. Cái gì? Tiên đang cầm nó là cái gì? Sao dừa. Thì là xin cái dừa. Cần sao dừa nha mấy anh chị.
350.000. Đang vội hoa. Đang 4 vội hoa. Chốt trị Trần Tấn 350, chậu anten xanh. Hồ bên chốt thì chốt đen và em lên chậu khác nha mấy anh chị. Cũng 350.000. Đã được 3 vòi bông nhưng mà đổi lại được cái lùm hơn nha mấy anh chị. 350.000. Xin địa chỉ khách luôn đi. Trần Tấn, cho em xin số, cho em xin địa chỉ để gửi hàng nha, anh Trần Tấn. Em lên chợ anten xanh 350.000. Hay được 3 cái vòi bông. Chậu là chậu giả gỗ lớn. 350.000. Có hai chốt chốt em 350.000 nha mấy chị. Chỗ này lượm hơn chậu nãy mà nó là được 3 cái vòi bông. Chốt chốt thì em 350.000 nha mấy anh chị. Anten xanh là bông được gọi là bông nhựa chơi lâu tàn cả 3 tới 4 tháng. Có ai thằng Minh đâu mà chứ. Cứ nhìn trực diện vậy cái điện thoại chính kìa, đừng có nhìn cái điện thoại phụ nữa. Điện thoại phụ trực tiếp nhiều quá, không có cũng được, cứ nhìn cái điện thoại chứ. 350.000 nha mấy anh chị. Anten xanh. Đem cho mấy anh chị xem hoa của anten xanh. 350.000 hoặc không có anten xanh. Hoa blue. Không có hoa hồng blue chị Thúy Ngô à. Đây hoa của anten xanh. Hoa của nó là bông nhựa. 4 tháng mới tàn. Ba trăm năm mươi ngàn nha mấy anh chị. Có ai chốt chốt em 350.000. Chậu anten xanh đã được 3 vòi bông. Ba trăm năm mươi ngàn nha mấy anh chị. Chốt chốt thì em 350.000 nha. Hôm qua em qua hàng khác. Này là anten vàng nè. Lên anten vàng luôn. Em lên anten hồ điệp vàng bên. Hồ điệp vàng 170.000. Nói lớn lên. Hồ điệp vàng 170.000 nha chị Bùi Thị Mỹ Lộc. Con biết giá rồi, con quay sai cho con hỏi chị nữa làm cái gì. Để em lên anh tay vàng nha mấy chị. 220.000. 220.000 một chậu anh tay vàng. Có một gốc hoa luôn không? Anh tay vàng. Đây hoa của anh tay vàng nha mấy. Hai hoa của anh tranh vàng nè mấy anh chị. Hai trăm hai mươi ngàn hoa anh tranh vàng. 220.000 một chậu anh tranh vàng. Có ai chốt chốt em 220.000 nha mấy anh chị. 220.000
anten vàng. Đang đứng đợi sắp hoa cho mấy anh chị. 220.000. Trời ơi. 220.000. Đang lùm. Chỗ này chỗ lùm. Có ai chốt anten vàng không ạ? 220.000. Đứng đợi sắp hoa. Không lẽ anten xanh chỗ lớn thì có anten xanh chỗ nhỏ. Không ai chốt anh tên vàng nữa em qua dòng này. Nhưng mà không lấy anh tên xanh chậu bự thì lấy chậu nhỏ nha chị, 180.000. Đây được hai vòi hoa, vòi này giữ mật bông. 180.000 chậu phi 51. Anten xanh đứng đợi cấp hoa khách u. Đây còn một hai còn này em giữ lại tính là hai vòi 180.000 chốt nghe. 180.000 rồi lên luôn này luôn Noel. 180.000 chốt qua hàng khác. Noel có nói gì em lên vũ nữ Noel. No. Đây bông của vũ nữ Noel. Đưa cái nhỏ này, đưa cái gì á. Nhiêu chị nhớ không? 195.000 một cây vũ nữ Noel. Vòi rất là dài. Vũ nữ Noel 195.000. Vàng trinh vàng ship chưa kìa. 195.000 mấy anh chị. Vũ nữ Noel rất là phân nhánh. 190.000 nha mấy anh chị. Ai không lấy hàng bông thì em lấy hàng nụ cho mấy anh chị. 190.000. 190.000 chậu vũ nữ Noel. 190.000. Ai chốt em 195.000 nha. 190.000 nha mấy anh chị. Đây. Chốt chưa nào? Chưa. Chết đã luôn. Mở pha chụp của nữ nữ. Đây hoa của vũ nữ Noel nha mấy anh chị. 190.000 một cây. Trăm chín mươi ngàn nha mấy anh chị, vũ nữ Noel. Ai chửi? 190.000 một cây vũ nữ Noel. Ai chốt em 190.000. Chậu này đang hoa, chậu này là đang nụ. 190.000. Có ai chốt em 190.000 một cây vũ nữ Noel. Chậu đang bông với chậu đang nụ 190.000. Chưa ai chốt. Chốt còn. Chưa. Có ai lấy anten nữa không ạ? 180.000. Thank you.
350.000. Món này là Sesaget, ai lấy Sesaget không ạ? 180.000. Phần bờ siêu gió Sesaget. Em lên kinh vàng tia cho mấy anh chị 50.000 một cây. 4 cây là 200.000. Mà chắc nó luôn. 4 cây là 4 cây. Cứ bơ 4 cây 2 chị. Ủa? Chị Yến ơi. Chị Yến ơi. Cái này phải không? Cái này đâu? Đây là vàng mai. Vàng mai trên vàng tia, vàng mai. Mấy vàng mai thì lấy 5 cây 200.000 luôn. Còn xe xe quay không vậy? Ta hỏi còn xe xe quay. Còn xe quay cho một cái chậu. Còn xe xe quay chị Thúy Ngô ơi, 150.000 một chậu. 190.000 một chậu. Xe xe quay. Sao tự nhiên đổi giá 190.000 một dậu. Xe xa quay. Xe xa quay. Nghe mấy anh chị. Còn hoa hồng mặt quỷ không? Hết hoa hồng mặt quỷ rồi. Anh Văn Thái ơi. Xe quay 190.000 một dậu. Chị thấy ngô lấy không ạ? 190. Một chậu. Chậu là chậu phi 21. Ai chốt em chốt em 190.000. Qua hàng khác nha mấy anh chị. Rửa chậu nhiều hoa. Đã để em đổi cho chị Thúy Ngô à. Nè chị Thúy Ngô ơi, chậu nhiều hoa nè chị, 190.000. Xe xe quay trắng thơm. 190.000 nha chị. Xe xe quay. Còn chậu này chị nhiều hoa. Đây em cho chị. Chốt của chị Thúy Ngô cây xe xe quay 190.000. Đây hoa xe xe quay là mấy anh chị. Mặt hoa của xe xe quay. Thúy Ngô phải không? Thúy Ngô. 190.000 nha mấy anh chị. Xe xe quay. Trắng hôm. 190.000. Chậu là chậu phi 21. Bông của nó rất là thơm. Xe xe quay. Trắng hôm. Chào anh Vinh Huỳnh nha. 190.000 một cây xe xe quay trắng thơm. Không ai chốt em qua hàng này nha. Lên hồ điệp. Hồ điệp chấp. B
cây hồ điệp nha cho mấy anh chị nha. 190.000 đang được hai vòi. 190.000. Này chốt chốt em 190.000. Hồ điệp trắng chớp. 190.000 đây được hai cái vòi. Được một cây hồ điệp cam nè mấy anh chị. 190.000 một cây hồ điệp cam mini phân nhánh. Hồ điệp đỏ mini phân nhánh. 190.000 một cây hồ điệp đỏ phân nhánh nè mấy anh chị. Bộ rễ nó rất là khỏe. Nè mấy anh chị. Xanh. 190.000 nha mấy anh chị. Em còn được có một dầu duy nhất. 190.000. Hồ điệp đỏ mini phân nhánh. Có chốt chốt me 190.000 nha mấy anh chị. Đây hoa của nó. Hoa của hồ điệp đỏ nha mấy anh chị. 190.000. Lấy cái hồ điệp cam này chốt cho anh Nguyễn Hiếu cây hồ điệp cam 190.000. Hai em mình lấy không? Em còn được mấy cây hồng đào 180.000 nha chị. Một trăm tám mươi ngàn. Em còn được có mấy cây mini hồng đào nha mấy chị. 180.000. Hãy chốt chốt em 180.000 nha mấy chị. Mini hồng đào. Mini hồng đào 180.000. Còn lấy cái này. Này phân nhánh. Để ăn được hai vòi đang được phân nhánh. 180.000. Có ai chốt chốt me 180 nha mấy anh chị. Không em qua hàng khác. Hồ điệp vàng bơ cho mấy anh chị. 170.000 hồ điệp vàng bơ. Có em chốt cây mini hồng đào chỗ này cho chị Nguyễn Hiếu nha. Để cái kia. Bà làm không? Hả? Nở nhiều nè chị Quốc Anh Quốc Hồng ơi, cây này được nở nhiều nè. 180.000. Có cây này nở nhiều nè anh Quốc Hồng ơi, mấy kia là đang hàng nụ. 180.000. Nha mấy anh chị. Mini hồng đào. Anh có chốt không anh Quốc Hồng ơi? Anh kêu lựa nở nhiều. 180.000. Một cây mini hồng đào. 180.
em cũng gần sắp hết hàng này rồi nha mấy anh chị. Mini hồng đào 180. Khách sĩ lấy hết rồi đó, còn mấy cây cho em bán thôi. Khách sĩ lấy hết đó mấy anh chị, chỉ còn mấy cây được cho em bán thôi nha. 180 ngàn một cây. Khoai chốt chốt em 180 nha mấy anh chị. Em lên lại ben soda cho mấy anh chị nha. 260 ngàn một cây ben soda. Đây được hai cái vòi bông. 260 ngàn. Hoa này được gọi là để nhất hoa hơn ben soda. 260 ngàn. Ai chốt mấy em 260 ngàn. Mấy anh chị lấy hơn cao này. Này cũng 260 ngàn nhưng mà được cái cao. 260 ngàn nha mấy anh chị. Chậu là chậu phi 21 nha mấy anh chị. 260 ngàn. Ha, lấy chậu lớn này. Này 420 ngàn chậu ben lớn. Ha, có ben soda nè mấy anh chị. Hai 420 ngàn. Có đồng tiền vàng không anh? Đồng tiền vàng. Có đồng tiền vàng rồi anh Vinh Huỳnh ơi. Hồ điệp mini có tím đớm không anh Duy? Hồ điệp mini có tím đớm không? Có nha chị Trường An ơi, có hồ điệp tím đớm. Đây thôi má. Gọi là tím đớm. Tầm nhiêu ta? 170 ngàn một cây tím đớm nha chị Trường An ơi. Hồ đẹp tím đớm hai đang được hai cái vòi. Nay Yến không anh sao à em? Dạ em mới nên mới tập like. Chị Yến tập like cho em. 170 ngàn một cây tím đớm nha chị Trường An ơi. 170 ngàn đây được hai vòi. Một trăm bảy mươi ngàn. Nói chốt mấy em 170 ngàn. Phân nhánh có nở có nụ cho mấy anh chị chơi. 170 ngàn. Khoai chốt mấy em 170. Còn cây thế này không nè chị. Nó vừa nụ vừa nở nha chị. 170 ngàn. Chị Tường An có chốt không em cây này. Vừa nở vừa nụ. 170 ngàn. Vừa nở vừa nụ. Điện thoại tóc ngồi nha mà. Một trăm bảy mươi ngàn nha anh chị. Chị Trường An có chốt không? Chốt anh xuống. 170 ngàn. Hồ đẹp tím đớm. Vừa nụ vừa nở. Về cái này mình có thể ra chợ. Đây là mấy anh chị. Về mình có thể ra chợ.
170.000 chốt chị Trường An. Cây 170. Đây em còn được vài cây nữa nha mấy anh chị. Cũng là một giá đồng giá 170.000. Đó, xếp đều đẹp. 170.000. Đang phân nhánh, chốt giùm em 170.000. 170 có ai chốt? Chốt giùm em 170.000. Hồ đẹp tím đớn. Vườn hoa vừa nụ vừa nở. 170.000. Hoa nè mấy anh chị. 170. Có ai chốt em 170 nha mấy anh chị. Lên cây khác nha mấy anh chị. Cây này cũng là 170. Hành một cây. Hồ điệp tím đớm. Không ai chốt em qua màu khác. Em lên mãn hồng cho mấy anh chị. Hồ điệp tím đớm nè. Vậy chốt với chị Nguyễn Hiếu một cây hồ điệp tím đớm 170.000. Em lên mãn hồng cho mấy anh chị 180.000. Cây mãn hồng 170.000 một cây mãn hồng. Đây được hai vòi. Đợt này về đợt đẹp hơn đợt trước. Phân nhánh nhiều nữa. 170.000. Mãn yên hồng. Hoa lâu tàn từ 5 đến 6 tháng. 170.000. Rồi hoa chốt em 170.000 nha mấy chị. Mãn yên hồng. 170.000. Khách gì hỏi hàng em nha mấy anh chị. Một mini, một hai vòng mini. Ê, chị nói là mini này phải không chị? Chị ok mà em có phải mini này không? Em thấy chị cây mãi hồng này hai vòi. Phân nhánh đẹp nè em chị. Anh Quốc Hồng ha. Một mảng 170.000 cho anh Quốc Hùng. Hai vòi phân nhánh. Mảng điều hẳn. Rồi, đang hỏi có trả lời. Anh cây này hẳn cho anh Quốc Hùng nha. Được phân nhánh đang hẳn, hai vòi đang hẳn nè. Anh Quốc Hùng ơi, 170.000. Chốt me 170 nha anh Hùng. Ok. 170.000. Cao nhiêu?
lên hồ điệp cam mấy anh chị 170.000 em có ít thôi. Em có được 4 cây thôi nha mấy anh chị. Hồ điệp cam 170.000 một cây. Hồ điệp cam 170.000. Đây được hai vòi hồ điệp cam này phân nhánh. Hoa là hoa hơm. Nha mấy anh chị, 170.000. Em có được 4 cây nha mấy anh chị. 170.000 hồ điệp cam hoa hơm. 170.000. Có ai chốt giúp em 170.000. Đây hoa được hồ điệp cam nè mấy anh chị. 170.000. Có ai chốt mẹ 170 nha mấy anh chị. Ta biên 220. Em còn được 2 cây lá biên nè mấy anh chị. 220.000. Một cây lá biên 3 vòi. Em còn ít hơn mấy anh chị. Hao lá biên nè. 220.000 một cây, em còn được 2 cây lá biên nha mấy anh chị. 220.000. 220.000 một cây lá biên. Hãy chốt giúp em 220 nha mấy anh chị. 220.000. Chào chú Hiếu Nguyễn nha. Chào chị Ánh Lan. Lên chất thái cho mấy anh chị nha. Lên hàng chậu lớn đi. Để em lên hàng chất thái xong coi. Rồi lên cho anh Vinh Huỳnh. Đây chất thái nè mấy anh chị. Nhiều cây. Cứ nếu mua combo. Em bán combo là 3 cây là 290.000. Chất thái nha mấy anh chị. 290.000. Lúc em còn bán là em bán một cây là 101 nha mấy anh chị. Giờ em sell xuống là còn có combo 3 cây là 290.000. Hai chốt em 3 cây 290.000. Chấp hái nha mấy anh chị. Bông nữa. Anh chị mua combo này về ghép chậu lớn. Cái chậu lớn vậy cũng hoa. Có mảng liên hoàn. Có mảng liên hồng mà. Hả? Cái tên con. Anh mà anh hỏi mảng liên hồng hay gì anh? Anh. Mày chốt chốt mà em. Combo 3 cây là 290.000. Giờ mình ghép chậu. Combo 3 cây, combo 2 cây. Combo 3 cây. Combo 3 cây 290.000. Chấp hái nha mấy anh chị. Bộ rễ nó rất là khỏe. Giờ mình ghép
chậu phi 20 290 ngàn. Có hai chậu lớn chậu này nè anh Vinh Huỳnh ơi, chậu này anh đen xanh ba cái vòi lùm 350 à, có mã hồng thanh đây nè anh, mã yên hồng 170 ngàn, hai được hai vòi con nhánh, anh chốt chốt em 170 ngàn nha. 170 ngàn, hai đang hai vòi cao đều phân nhánh, mãi yên hồng hoa rất là lâu tàn, hoa từ 4 tới 5 tháng, anh có chốt chốt mẹ 170 ngàn nha. 170 ngàn. Em lên chợ anh trên xanh này nha anh chị, 350 ngàn, đang được 3 cái vòi 350 ngàn nha anh chị, có ai chốt chốt em 350 ngàn. Hoa anh trên xanh là điện thoại hết pin nè, chỉ có bông em mong bông 350 ngàn nha mấy anh chị. Anh tên xanh, cánh hoa dày sáp, bông là chơi chừng tới 4 tháng hoa không à, giống cánh nhựa. 350 ngàn nha mấy anh chị, chậu là chậu hàng lớn, chậu giả gỗ 350 ngàn, có ai chốt chốt em 350 ngàn nha mấy anh chị. Mãi yên hồng anh Thanh Lao có lấy không hả? Anh hỏi nè, anh có lấy không? 170 ngàn nè. Thế không em qua hàng này nha anh, 170 ngàn. Anh không lấy anh comment giùm em giúp em 170 ngàn. Lên hóa hồng cho mấy anh chị, chậu này là 386 em bớt xuống còn 350 ngàn nha mấy anh chị, bớt 10 ngàn, tiền bớt 350 ngàn. nha mấy anh chị, đang được 3 cái vòi đang nổ, 1 cái vòi đang bông nha mấy anh chị, 350 ngàn, bông của hóa hồng nha mấy anh chị. Mày chốt chốt mẹ em 350 ngàn nha mấy chị, chậu giả gỗ thuần cho dừa. Yeah.
Dạ em biểu. Dạ em biểu. Rồi xuống lại. Chị vừa nói. Tên cây biết rồi đó, giá tiền chưa ai chỉ hả? Giờ chào đi, chào chị Giang Nguyễn nha, chào chị Nhung Trần, chào anh Thanh Tùng Lê, chào 19, chào 20 anh chị nha. Ben nhiều rồi đó chứ. Con còn có chỗ này nè chú Thanh Tùng Lê ơi. Chỗ này được hai cái vòi 260.000 nè chú. Em còn con còn được cái chỗ này nè chú ơi. Chỗ là chỗ phía 21 được hai vòi 260.000. Còn chỗ này một vòi là cũng 260 mà được cái thân cao 260.000. Chỗ này hai vòi cũng 260. Chốt 260 cùng con nha chú Thanh Tùng Lê ơi. Được hai vòi. Có chỗ không? Chưa. Ben nhiều vòi. Ben nhiều vòi. Đây là chú 260.000. Chú chốt chú bấm chốt con 260.000 chỉ còn được hai vòi thôi chú ơi. Hết nhiều vòi chú. Chỗ này một vòi cao. Còn chỗ này hai vòi thấp. Có chốt bấm chốt em ha. Bấm chốt con. 260.000. Hai này được gọi là bên hoa thơm 5 tay 25 nghìn. Tên luôn. Bằng mai hả? Để nhất hoa thơm này chú. Bằng mai hoa thơm. Hoa thơm 5 cây 25 nghìn. Đúng rồi chú. Anh lên hàng mai nha mấy anh chị. 5 cây là 200.000. Đang lên hàng mai nha mấy anh chị. 5 cây là 200.000. Giờ mình về mình ghép chậu phi 30 là bích chậu. 5 cây là 200.000 mấy anh chị. Còn bông không? Hả? Không. Chị đi nhắm bông hàng mai coi có tài chưa. Chị lấy một bông hoàng mai giùm em ơi. Chị có vô gấp không? Chị này có vô gấp không? 5 cây là 200.000 nha mấy anh chị. Về mình ghép chậu. Không ai chớp nữa em qua bạn mai nha. 5 cây 200.000. Không ai có chốt gì nữa em xuống like nha mấy anh chị. Chúc anh chị một buổi chiều vui vẻ.